đã tặng cho mọi người một lớp kích đoạn rất là kinh điển của kịch bản Hành Tử, đó là Tâm Sự Mai Đình. Cái mẫu diễn cho một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn. Dạ có em. Anh Tri. Ừ, Tri cũng được, Thủ cũng được. Anh Hạ. Anh Tri ơi, kể từ nay anh không còn sợ trong trí nhớ.
hai người cứng quá trời. Từ bấy giờ anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời luôn. Con gái đừng nhận anh, đừng nhận anh. Chị Thanh, anh dạy em cũng rất nhiều. Cảm ơn chị Thanh. Xin cảm ơn anh.